Sáng ngày 18 tháng 9, Ban Thường vụ Quyền Quỹ An Phú tổ chức hội thảo bổ sung và tái bản lịch sử đảng bộ quyền lần thứ nhất giai đoạn 1930-2025 trên cơ sở lịch sử đảng bộ quyền xuất bản năm 2005, giai đoạn 1930-2005. Bà Quách Tú Giang, Bí thư Quyền Quỹ An Phú, chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có các đồng chí, nguyên lãnh đạo quyền quỹ, ủy ban dân quyền qua các thời kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Phương An, giảng viên chính, học viện chính trị khu vực 2. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, ban biên soạn lịch sử Đảng bộ huyện An Phú giai đoạn 1930-2025. Trên cơ sở lịch sử đảng bộ quyện được xuất bản lần thứ nhất vào năm 2005 về quá trình hình thành và phát triển của quê hương An Phú giai đoạn 1930-2005 tại hội thảo các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện qua các thời kỳ đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho công trình tái bản và bổ sung lịch sử đảng bộ huyện lần thứ nhất giai đoạn 1930-2025. Đặc biệt, các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề về khó khăn đặc thù của huyện An Phú, cần làm nổi bật nét đặc trưng về văn hóa và con người An Phú, những quyết sách đột phá trong lãnh đạo và triển khai thực hiện nghị quyết đảng bộ huyện qua các thời kỳ. Trong đó các đại biểu ghi nhận những dấu ấn quan trọng trong thành tựu chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Ngoài ra các đại biểu còn đóng góp về bố cục, nội dung, dữ liệu nhân vật lịch sử, dấu mốc quan trọng qua các thời kỳ, các kỳ đại hội. Phát biểu tại hội thảo, bà Quách Tố Giang, Bí thư huyện ủy An Phú, trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đặc biệt là các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ. Đồng thời Bí thư huyện ủy An Phú nhấn mạnh đây là những ý kiến quan trọng và đầy tâm huyết, trách nhiệm là nguồn tư liệu lịch sử, kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, khích lệ tinh thần thi đua xây dựng huyện An Phú ngày càng phát triển hơn nữa. <laughs>